Dạ, con kính chào cả nhà. Cô Nhi chào các con. Hôm nay cô Nhi nấu canh mồng tơi. Bạn cô mới vừa cho tức thì luôn á. Cô rửa một nhúm thôi, một bống bự luôn à. Cô nấu một tô 600 ml nước là hơn một tô đó con. Chút xíu muối, một muỗng cà phê bột nêm. Hành phi, một khuôn đậu hũ, một miếng đậu hũ và mấy cái lát nấm đông cô tươi mà cô thảy đông đá. Bây giờ cô Nhi nghĩ thiếu nước mắm nữa, đi lấy một muỗng canh nước mắm nữa cho nó thơm. Rồi cô mới lấy thêm một thìa nước mắm rồi. Bây giờ cô mở bếp lên, đổ nước vào 600 ml nước, đổ nước mắm vào, đổ bột nêm muối tiêu vào luôn, đổ dầu hành phi vào thay vì mình phi nó hôi nhà, mỗi lần cô phi một lúc vậy luôn á cho nó khỏi hôi nhà, làm vừa nhanh nữa nhanh chóng. Bây giờ cô cắt cô bỏ vào hết con ha. Rồi cái nồi đó nó nhanh sôi. Đậu hũ một khuôn, cô Nhi tự làm cho nên cô làm cái khuôn nhỏ thôi. Cô bỏ vào nấm đông cô. Cô lấy đông đá cho nên còn hơi cứng một chút. Cái nồi lớn cắt hai, cái nồi nhỏ để nguyên hết cơ ha. Nấm đông cô tươi. Rồi, cô cắt rau là trong nó đang gần sôi lên rồi này con. Cắt khoảng chừng hơn một phân thì lá không mà tươi rói luôn. Đó, trong thời gian cô bật bếp cô bỏ tất cả vào nhiên liệu vào nguyên liệu vào thì nó đang sôi bùng lên rồi nè con, sôi khói lên rồi đó. Bây giờ cô bỏ vào luôn cái mồng tơi này, mồng tơi nhà nhà của bạn cô trồng cho nên nó sạch, cô rửa sạch sẽ rồi. Rồi cô bỏ nấu khoảng chừng 2 đến 3 phút nha con, nó sôi lên là 2 đến 3 phút. Cô cắt hành luôn. Các con thấy cô làm nhanh tay không? Xong, hành bỏ vô sau cùng. Em coi nó đau nhỉ? Đây. Cô Nhi nghĩ sôi 2 phút thôi, tại mồng tơi này nó quá tươi luôn á. Con thấy nồi canh cô Nhi nấu nhanh cực kỳ không? Sôi lên chừng 2 phút. Nếu mồng tơi già thì nấu 3 phút. Tùy theo cha mẹ sẽ chỉ các con thêm. Cô nấu đây là đồng hồ nó quay 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 2 phút là xong. Tuyệt vời luôn á. Giờ cô lấy tô múc ra nè. Các con thấy không? Vừa nhanh mà vừa gọn vừa lẹ, nấu nồi canh mất có 2-3 phút à. Đậu hũ có sẵn ở trong nhà, ngay trong nhà mình luôn, nấm có sẵn trong cái tủ đông luôn. Mồng tơi cô mới đi làm về, cái bạn kêu qua cho về ăn luôn, ăn tươi mát luôn. Cô nấu một tô, cô múc xong cô chụp hình cho con xem ha. Rồi xong tô canh mồng tơi rồi đó con, nóng hổi luôn á. Rồi các con ra chợ mua mồng tơi nè, rau dền nè, cải nè, cải cúc nè, các con về nấu ào ào, cái nấu xong dâng lên cho cha mẹ đi làm về mà có tô canh ăn mát cái ruột luôn á. À, cô Nhi kính chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ.